Cộng đồng dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang có gần 4.000 hộ với trên 2 vạn nhân khẩu, sống tập trung dưới chân dãy núi Tam Đảo, khu vực hạ huyện Sơn Dương. Người Sán Dìu có tính cộng đồng, làng bản, dòng họ khá cao. Họ ít khi sống biệt lập hay xen kẽ với các dân tộc khác mà sống thành cộng đồng, tập trung rộng lớn. Áo đen em nhuộm cây tràm, khăn đen em đội, áo tràm em may, vòng cổ bằng bạc, vòng tay cũng tròn, yếm trắng đeo ngực cho non, xà cạp em cuốn cho tròn bọc chân, bao xanh em ngang thắt lưng. Đó là những câu hát về bộ trang phục truyền thống mà người dân tộc Sán Dìu rất tự hào. Tuy chỉ mang màu tràm truyền thống, nhưng những nút thắt, dây lưng, xà tích, vòng bạc khiến cho bộ trang phục có sự nổi bật và riêng biệt. Bên cạnh bộ trang phục thì Sọng Cô là làn điệu dân ca độc đáo của dân tộc Sán Dìu và được lưu truyền qua nhiều thế hệ, theo lối truyền miệng. Người Sán Dìu rất yêu thích và có thể hát Sọng Cô nhiều ngày liên tiếp. Quý vị, thưa các bạn, dân tộc Sán Dìu là dân tộc có số dân đứng thứ 6 tại tỉnh Tuyên Quang sau những dân tộc như là Kinh, Tày, Giao, Cao Lan và Mông. Cũng như các dân tộc khác thì dân tộc Sán Dìu còn giữ được những nét văn hóa rất là đặc trưng trong đời sống cũng như là trong ẩm thực. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại xã Ninh Lai của huyện Sơn Dương, là một trong những nơi mà dân tộc Sán Dìu tập trung sinh sống. Và ngay sau đây, quý vị và các bạn hãy cùng Hồng Hạnh đi tìm hiểu về một số nét trong đời sống văn hóa cũng như là đời sống ẩm thực của người Sán Dìu tại nơi đây nhé. Em chào các chị ạ. Chào em. Các chị ơi, các chị đang làm gì đấy ạ? Các chị đang lấy lá lao sao về để làm xôi đen. À thế ạ. Vâng, các chị cho em làm cùng với nhé. Các chị vừa gọi lá này có tên gọi là lá... Lá lao sao. Lá lao sao. Đúng rồi, lao sao. Lao sao. Đây là tên tiếng Sán Dìu ạ? Tiếng Sán Dìu U Van Dẹp. U Van Dẹp. Thế cái lá này thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Đây là cái lá cây lao sao. Nó thân cây đấy, thân gỗ đấy. Thế thì các chị lấy về băm ra xong là rửa sạch. Sau đó cho vào cái chậu ngâm, lấy nước của nó. Sau đó thì ngâm chừng khoảng 3 đến 4 hôm. Sau đó là vớt cái lá này lên, lấy cái nước của nó. Vo gạo xong là mới cho vào để mà nấu. Cái lá này sẽ thường có vào mùa nào chị? Cái lá này quanh năm, có quanh năm. Có quanh năm nhưng mà thường thường là làm vào tháng 3 để cúng thanh minh tả mộ đấy. Dân tộc Sán Dìu bọn chị á thì không thể thiếu được cái lá lao sao này để làm xôi đen. Tại sao lại xuất phát từ cái nguồn gốc như thế nào mà dân tộc Sán Dìu lại có cái tục là phải thắp hương xôi đen? Cái này thì lại từ ngày xưa các cụ cũng kể lại thôi. Phải có cái lá xôi đen đấy để mà kính tổ tiên, đấy, kính các cụ. Sau này con cháu, các chị lớn lên thì cũng phải nối tiếp cái việc này. Tức là một cái tập tục truyền thống mà cha ông để lại. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ cứ phải giữ cái tập tục đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Chị ơi, cái cách để làm thế nào để mà từ cái lá lao sau này thì có thể tạo ra được một cái màu đen cho xôi hả chị? Khi các chị lấy lá này về, các chị sẽ băm nhỏ ra. Dạ. Sau đó là sẽ rửa sạch, cho nước lã vào để ngâm. Cho nước lã vào để ngâm chừng khoảng 3 đến 4 ngày. Sau đó là mình lấy cái nước của nó, vớt cái lá này đi, lấy cái nước của nó lên xong là cho vào đun, xong là cho gạo vào. Là nó khắc đen thôi. Vậy bây giờ chị em mình sẽ băm cái lá này ra và chúng ta sẽ cùng ngâm để tạo ra màu đen để chúng ta cùng làm xôi đen các chị nhá. Đúng rồi, rồi.
Cây lao sau sau khi băm nhỏ sẽ được đem rửa sạch, sau đó bỏ vào chum hoặc vại, đổ đầy nước và ngâm trong 3 ngày, 3 đêm. Ngâm đủ thời gian, chúng ta sẽ thu được thứ nước có màu vàng óng. Sau khi ngâm cái lá lao sau 3 ngày 3 đêm thì vớt ra thì cái nước của nó màu vàng như thế này. Em đang thắc mắc là tại sao mình gọi là xôi đen nhưng mà nước thì nó lại ra màu vàng như thế này ạ? Khi ngâm nước thì nó sẽ ra màu vàng như thế này. Sau khi mình vớt lên thì cho vào bếp đun. Đun nó nóng lên thì lúc đấy thì nó lại, mình cho gạo vào thì nó lại đen. Sau khi ngâm gạo một đêm thì gạo nó sẽ ra như thế này. À, em thấy nó đã thành màu đen rồi đây này chị này. Chị ơi, vậy thế mình ngâm lâu hơn nữa, thời gian lâu hơn nữa thì hạt gạo nó có đen hơn nữa không chị? Ngâm hơn lâu hơn nữa thì nó, hạt gạo nó vẫn chỉ có như thế này thôi. À, nó chỉ được đến màu như thế này thôi. Màu như thế này thôi. Mình ngâm lâu thì nữa thì cái gạo nó sẽ bị ngấm nhiều nước và có lẽ là em nghĩ là xôi nó sẽ bị nát phải không chị nhỉ? Đúng rồi. Tức là cái xôi này thì mình thường thường mình ngâm khoảng từ 6 đến 8 tiếng là được ạ. Là được. À, là sẽ đạt được cái màu đen như thế này. Hay thật đấy, nước màu vàng nhưng khi ngâm gạo vào thì lại thành màu đen. Thành màu đen này. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở đây Hạnh thấy thì hạt gạo nó cũng không đen hẳn đâu. Nhưng đúng là sau khi ngâm thì rất là hay, đó là sôi lên là sẽ đen. Một cái màu xám đen rất là đẹp ạ. Khi sôi lên nó lại đen hơn nữa phải không chị? Đen hơn nữa. À thế ạ, thế nên đây mình gọi là món sôi đen đúng không ạ? À, vậy bây giờ công đoạn tiếp theo của mình sẽ là vớt gạo ra. Vớt gạo ra, đem đi xôi. Dạ vâng ạ, chị em mình cùng vớt gạo ra nhé. Chị ơi, cái hương vị của xôi đen này thì nó khác nhiều so với các loại xôi bình thường không ạ? À, hương vị của nó, cái xôi này thì nó rất là thơm. Đấy, nó thơm, nó khác. Em cũng ngửi thấy khi mà mình ngâm gạo xong nó cũng có một cái mùi thơm. Đúng rồi, nó thơm mùi lá và nó ngửi lên muốn hân đen rồi đấy. Đấy, bây giờ vớt này cũng thấy nó thơm. Để có được một đĩa xôi đen đặc trưng của người Sán Dìu, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Sau nhiều ngày ngâm cây, ngâm gạo để tạo được màu đen đặc trưng, công đoạn cuối cùng sẽ là đổ xôi. Những hạt gạo đã được ngâm tạo thành màu đen được cho vào đồ trên bếp lửa khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Khi đồ, thi thoảng người ta sẽ dùng đũa cả đảo xôi trong nồi để đảm bảo hạt xôi chín đều, nở căng, mềm dẻo. Đến khi hương thơm lan tỏa trong căn bếp, thì đó cũng là lúc món xôi đen đã hoàn thành. Từ xa xưa, người Sán Dìu đã có tục nấu xôi đen thắp hương và ăn hàng ngày. Điều đặc biệt là xôi đen có thể để được mấy ngày mà không thiêu hỏng, khi ăn có mùi thơm đặc trưng, lại không bị đầy bụng, nóng bụng như những loại xôi khác. Cái xôi đen này làm bằng cái lá lao sau là nó một vị thuốc đặc trưng, cái mùi rất là thơm, hai nữa là tiêu hóa rất tốt. Riêng cái xôi đen ăn không bao giờ đầy bụng. Cho nên là bà con đi lấy rất nhiều về, có thể trong mấy ngày ăn hết xong lại xôi lại ăn, có thể là ăn trong vòng vài ngày cũng được, không có ảnh hưởng gì cả. Cái tác dụng của cái xôi đen này nó rất là tốt cho cái vấn đề tiêu hóa và có cái mùi thơm đặc trưng của cái lau sau. Đúng như là tên gọi của món xôi đen thì quý vị và các bạn thấy đây là hạt xôi thì đúng là màu rất là đen, đen nhánh luôn ạ. Chị ơi, cái xôi đen này mình sẽ làm như thế nào ạ? Mình đơm ra đĩa hay là mình làm như thế nào để đi thắp hương ạ? Cái này trước khi muốn đi thắp hương thì phải nắm thành 6 nắm. Rồi mới đi thắp hương. Phong tục của người Sán Dìu là phải như thế ạ? Phải như thế, phải là 6 nắm xôi, 6 con cá. Tức là món xôi đen này thì phải đi kèm với lại cả món cá này. Đây gọi là cá gì ạ? Đây còn là đây là cá mương. Đây là con cá đã phơi khô ạ? Đúng rồi. Phơi khô và đem đi nướng. Là cá là phải nướng. Tức là phong tục của người Sán Dìu đó là khi đi thắp hương thì sẽ phải dùng xôi đen và cá mắm. Đúng rồi. Để thắp hương cho các cụ ạ. Đúng rồi. 6 nắm này thì cái thứ nhất là 5 nắm thì nó tượng trưng cho 4 phương trời, 1 phương đất,
đó là ngũ vong ngũ thú lông tin. Còn một nắm tức là mưu trí cội nhín, tức là thắp hương cho cái ông cụ hay bà cụ. Đấy là nó tượng trưng cho sáu nắm. Và thường thường là dùng sáu con cá. Còn ngoài sáu con cá ra có thể gà, thịt lợn. Đối với người Sán Dìu, trong những ngày lễ Tết quan trọng, con cháu dù đi xa cũng cố gắng trở về để thể hiện lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên và công lao dưỡng dục của các đấng sinh thành. Đồng thời, đây cũng là dịp để gia đình sum họp, quần tụ bên nhau. Mâm cúng của người Sán Dìu gồm có 6 nắm xôi đen được nấu từ gạo nếp, ngâm từ nước đun lá lau sau và 6 con cá nướng. Thêm vào đó là những loại bánh cổ truyền của người Sán Dìu như bánh trầu, bánh nếp, bánh trứng kiến. Người già nhất trong gia đình sẽ đọc bài cúng để thể hiện sự thành kính và cầu mong tổ tiên phù hộ cho con cháu có cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy. Những ngày lễ Tết của người Sán Dìu là dịp để các thành viên trong gia đình thể hiện lòng biết ơn và ôn lại truyền thống tốt đẹp của họ tộc. Đây cũng là nét đẹp trong bản sắc văn hóa và trong ẩm thực của người Sán Dìu cần được gìn giữ và lưu truyền cho muôn đời sau.